Đi vô vô cỏ rồi, rút vô cỏ dữ rồi. Lên. Lên. Rồi. Xảy rồi. Nó. Tới mình, tới mình. Mày theo mày. Rồi, lên luôn. Rồi, dính rồi. Khỏi chạy. Rồi. Thôi. Rồi chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Thư Giãn Ăn Giả. Thì buổi sáng hôm nay thì mình tiếp tục đi săn cá lóc. Điểm câu mình ở đây ở Tân Tập. Hôm nay mình đánh 3 điểm. Ở điểm thứ nhất là ở Tân Tập, thứ hai ở ở Tư Đông Thạnh. Chiều thì mình xuống dưới kinh nước mặn. Nên mình sẽ đánh 3 điểm. Đánh dạo vòng vòng ở những cái bãi cũ. Kiếm một hai con để làm một cái clip gửi đến cả nhà mình xem. Hôm nay mình đánh cái bộ cần bộ combo cũ ha. Đây. Cần 2m7 máy đứng. Bộ máy này tiếng Anh không biết đọc. Hôm nay mình tập đánh máy đứng. Thôi. Giờ mình cũng mới ra mồi xong rồi mọi ơi. Hôm nay mình sẽ đánh nhé đồng. Quen thuộc. Lưỡi mổ chữ C ha. Rồi chiến thôi cả nhà ơi. Chú ý mình đánh nhấp lỗ. Trời hôm nay thì tương đối gió. Lên cá cả nhà ơi, quên bấm máy luôn rồi. Nãy sư phụ điện cái tắt cái máy, cái không có bấm máy trên cá nó ăn rồi. Con đầu tiên ha, dính cỏ rồi. Rồi xin lỗi cả nhà nha. Rồi quên bấm máy rồi. Con đầu tiên trong ngày. Được, hai lạng mấy ạ. Con nhất. Nó kéo gần vô cái nó thấy cái máy mình không có quay. Đây cả nhà. Chỗ má đào luôn ha. Sóc má đào luôn. Rồi, có nhớt đầu tiên à. Nhấp mấy cái lỗ á. Mình nhấp nhấp cái lỗ của nó nút nó ghì xuống. Ghì xuống cái
mình thả nhợ cái cho nó đi, nó đi vô cỏ mà giật giật xong cái nhìn lại cái máy chết bà, cái máy không có quay rồi. Rồi để mình tháo cá rồi mình câu tiếp ha. Trời mày âm mưu quá, gió cũng nhiều nữa, chuẩn mây nó đang chuẩn mây quá trời, gió mạnh khó câu lắm. Cái lỗ này ngon, để mình lên con ngay thôi, ngay cái lỗ hướng 12 giờ cỏ rớt xuống cái nó gỉ xuống rồi. Có cá thở ngay lỗ nó nữa cả nhà, nó thở mới là nó thở nha. Gió quá nó quăng nó bạc rồi. Đó rồi, đó rồi. Đi vô vô cỏ rồi, rút vô cỏ dữ rồi. Lên. Rồi. Trời ơi. Vô tới bờ còn sảy nữa. Kéo vô sát trong này nó dễ nó xỉ luôn, cá cũng không được lớn, hai lạng cay thiệt chứ. Thắng rồi bạn ơi. Đi. Dạ, đi kêu cỏ rồi nha. Có kêu cỏ dữ rồi. Lên. Đó.
đi quấn nhiều cỏ lắm mà. Thôi rồi giờ dắt mình di chuyển qua bên kinh nước mặn quá cả nhà ơi. Ở đây nãy giờ đuối nó táp được có con cá, nó nhỏ không à. Nó tăng tập mà mình mới về chỗ gần ngã tư Đông Thạnh mình câu. Táp được có con cá. Giờ đi đâu cũng thấy cái bấm tấm bảng cá nuôi hết. Giờ mình di chuyển qua bên kinh nước mặn đi. Nên tạo bản kiếm vài con nữa. Bãi kiếm được con mừng rồi. Giờ cá nó bể hết, khó câu quá. Trời ơi. Đớp 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 dính đớp mà dính ơi. Lên rồi dướng luôn. Ơi cái lỗ huyền thoại của mình nãy giờ mấy anh em chạy vòng vòng rồi. Có nước cạn quá không có câu được mấy cái đầm cá bự bự mà nước cạn quá. Ghé lại mấy cái điểm cỏ nước mặn đánh. Trắng rồi, làm lẹ quá. Rồi, xảy rồi. Sấy rồi. Quái trưởng thiệt. Quái trưởng thiệt chứ. Dính cứ ngắt chứ luôn rồi. Ôi trời ơi. Lội động luôn.
Đã rồi mới được con cá ăn, còn bị sảy nữa, dướng nữa chứ. Bể ngâm lâu nó vậy á. Lên luôn rồi, dính rồi, khỏi chạy rồi. Ôi hút 90 rồi, rồi hút 90 con hô hô con này ký mấy rồi, con cá kìa ông nội ơi. Hết nó nổi con cá rồi. Trời ơi, phút 90 ông nội ơi. Sư phụ ơi, con lên hút vô. Sư... Cá kinh khủng thật chứ. Con này kìa coi. Ở cái mốt cái hai á. Mốt. Rồi con cá rồi sư phụ ơi. Ủa tới mình, tới mình mày sao mày trời ơi nó nhả rồi. Kỳ vậy ta, tới giờ nó rồi đó trời ơi. Xíu. Giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi cả nhà ơi, mình xin dừng clip tại đây luôn nha. Đây, các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn. Trời hôm nay thì tương đối không nắng đẹp, nhưng mà cá chậm ăn quá, gió quá gió. Để mình báo cá cho các bạn xem nha. Đây, thành quả của mình đây bạn ơi, 3 con với con Hugo. Thôi mình xin kết thúc clip của các bạn. Hẹn cả nhà
Rồi chào cả nhà luôn nha.